không? Trẻ con ngu lắm. Rồi xong cả cái bùa thái to đùng cái này. Nó vén lên không quay được rồi. Không sợ đâu. Không sợ. Vén đi. Này, đấy. Xong bùa cô ma thong này. Như thế này thì bảo sao giờ đi xóa xong thì xóa kiểu gì? Xóa đi đau hết người. Đấy. Ngu không? Bây giờ giúp nó giúp kiểu gì? Bây giờ cháu này bảo chú giúp chị gái cháu kiểu gì đây? À? Giờ xong biểu tượng của nó bây giờ còn gì? Bây giờ cái này mà không xóa xăm đi thì để như thế này thì liệu nó có niệm được Phật không ấy chứ? Đành vậy. Chả bao giờ anh tiếp xúc trực tiếp vào da của phụ nữ như này đâu. Bây giờ xăm này nó ở trên người rồi. Kệ. Để xem nó từ xa nó làm phép. Không khóc. Cháu bị mấy tháng đấy? À? Lúc cháu bị thầy bùa bắt lúc ấy cháu mấy tháng tuổi đấy? À? Cái gì? Lúc cháu chết đi là cháu mấy tháng tuổi? Cái gì? Sáu tháng tuổi rồi. Nghe chưa? Toàn đi bắt thai nhi mà. Bọn thầy là ác lắm. Không khóc. Nào. Thế nó sai cháu đi theo đường Thị Loan mấy năm rồi? À? Hả? Cái gì? Nói to lên. Đi theo đường Thị Loan 6 năm mà. Hả? Nó sai cháu đi theo đường Thị Loan bao lâu rồi? Hả? 6 tháng thì chú... Này, chú hỏi, nó có hại chị cháu không? Hả? Giờ giúp cho cái Loan nhá. Nó có hại chị cái Loan không? Giờ thoát rồi nhá. Cháu có muốn nói gì không? Hả? À. Mắt ra, mở mắt, rồi, thôi, đưa ra đi. Hai đứa này là tiểu ở đây. Phải niệm Phật cơ, giờ nó có xăm cái vết xăm sau lưng này mệt thế không biết nữa. Mở mắt lên. Mở mắt. Mở mắt ra. Mở mắt. Loan. Nghe chú gọi không? Loan. Này. Cháu đánh được mấy cái vong linh mà